Xin chào anh em, thì hôm nay chúng ta tiếp tục lại đến với một video với một đối thủ đánh bài full T21 hay còn gọi là hammer. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu. Nhắc thêm một tí thì mình về đối thủ này là đánh team gold nhé, vì đối phương là kêu đánh team gold nên là mình cũng đánh team gold luôn. Bắt đầu trận đấu. Đây là một map phải nói là rất rộng. Những người đã chơi từng gặp map này rồi thì có thể thấy được rằng là map này là một map cực kỳ khó chịu, khi mà cả hai bên lối vào của đối phương đều rất rộng. Vâng, như vậy là với màn nhặt hộp thì cả hai bên đều là ra nửa map, cũng là ngang ngang nhau. Và như vậy đối thủ của chúa mình ngày hôm nay thì đã rất thông minh khi mà lường trước được bài đánh Jaguar khó nhím bắn từ trên đồi xuống, nên đã cho xây các công trình vào tận sâu bên trong nhằm tránh sự tấn công từ Jaguar hay là Mammoth từ trên đồi kéo xuống. Các bạn có thể thấy đây, trên màn hình đây, anh ta xây toàn bộ các công trình vào sâu bên trong để bắt đầu sản xuất T21, trong khi mình lên sự chỉ huy 4 về sản xuất Jaguar cũng khó nhím. Mình chua nhanh một chút để cho các bạn có thể rút ngắn thời gian, tiết kiệm thời gian của mình. Cùng với đó thì mình sử dụng Macly để chính xác, thì đây là một map khá rộng. Phải nói là cái map này là một trong những map rất rộng trong các map mà Go Game để làm ra. Và như vậy là pha chính xác nhà đầu tiên, thì đối thủ các bạn sẽ thấy là đối thủ đánh bài full T21, không đánh Jesus hay là Taurian hay là Vertex, này chỉ đánh full T21 lính 1. Nhưng mà anh ta rất nhanh. Đây, như vậy là pha tấn công đầu tiên từ phía đối thủ. Các bạn có thể thấy là mình đã cắm ba các đất kéo để ngăn cản cũng như là tường để ngăn chặn đợt tấn công từ Hammer. Cùng với đó mình sử dụng nó tuyên để phòng thủ. Và như vậy là một bầy Hammer của đối phương đã tiêu diệt hết, đã bị bên phía đơn vị của mình tiêu diệt. Thiệt hại là không đáng kể, chỉ bị mất một cái thép khéo. Cùng lúc đó thì mình lập tức cho máy bay trinh sát vào lúc này đối phương để lên sở chỉ huy cấp 5 rất nhanh. Nhận thấy đối phương không có các đơn vị ở phía căn cứ của mình thì mình lập tức cho Jaguar lên để tấn công. Ngay lúc này thì mình cũng đồng thời lên sở chỉ huy cấp 5, vì theo dự đoán là đối thủ của mình sẽ sử dụng vũ khí không gian nên mình đã lập tức lên sở chỉ huy cấp 5. Và như vậy lúc này trong người đối phương còn rất nhiều T21. Rất đông T21. Mình tiếp tục cho Macklin đi trinh sát khắp map nhằm đảm bảo rằng đối phương không tấn công, cũng như là lúc này thì mình đã phát hiện ra
đối phương xây dựng vũ khí không gian. Vũ khí không gian của đối phương. Ngay lúc này thì mình đã xây lại vũ khí không hạt nhân của mình. Đối thủ xây rất nhiều trung tâm cung cấp cũng như là T21, trong khi mình chỉ có 8 cái mà thôi, 7 cái mà thôi. Lúc này thì mình có cho 2 Jaguar lên để đánh nghi binh, đồng thời sản xuất siêu vũ khí, cũng như là cho Jaguar lên để quấy rối. Và lúc này lại thấy xuất hiện vũ khí không gian bên phía đối phương. Tiếp tục cho Jaguar đi quấy rối. Vâng, và sau này thì mình đã khai hỏa vũ khí hạt nhân. Vâng, như vậy mình đã khai hỏa thành công siêu vũ khí và lập tức cho McLean lên để tấn công, đánh sập nhà chính. Lúc này thì đối phương vẫn còn rất đông T21. Anh ấy đến tính kéo T21 đi để tấn công, nhưng mà thấy không được nên đã lập tức nổ nhà và đầu hàng. Và như vậy là trận đấu kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.